chào các bác anh em Mi Audio nhé. Video này thì tiếp tục mình gửi đến quý vị và các bác anh em hai cặp loa đến từ thương hiệu của Mỹ, Realistic, có mã model là Optimus T100. Dòng loa này sử dụng cấu hình là hai bát thật 20 và một chép, có một xeo chỉnh phía trước. Điều lưu ý đặc biệt là có cái loa này là toàn bộ thân thùng loa đều lạng gỗ cả mặt trước mặt sau, rất là đẹp khi mà chúng ta trưng bày với những cái bộ ghế của chúng ta hay là phòng nghe của chúng ta thì nó rất là nổi bật. Cặp loa này thì nó rất là dễ phối ghép, độ nhạy cao, nói chung là đánh với các cái dòng loa âm ly receiver chỉ cần vài chục watt thôi là có thể khai thác tốt cái chất âm của cặp loa này. Đây là cái dòng loa cây thì phù hợp với những cái phòng khách, phòng làm việc hay là phòng nghe, phòng ngủ chúng ta vừa phải. Nói chung nó không chiếm diện tích. Và kích thước của cặp loa này nó như sau, em mình xin báo với anh em để anh em chúng ta tham khảo nhé. Chiều cao của cặp loa này là 92cm, chiều ngang là 31cm và cái hậu sâu của nó tính cả ê căng là 35cm. Và giá của cặp loa này có mức giá là 6.800.000 đồng một cặp. Đây là một cái mức giá rất tốt so với cái chất âm của dòng Realistic này nó mang lại. Bởi nếu mà sở hữu được cái chất âm mà đánh tương đối với những cái dòng như Realistic này thì của những cái hãng khác thị trường thì nó phải cao hơn rất là nhiều anh em nhá. Với cả là mình cũng mua được cái giá tốt nên là sẽ chia sẻ với anh em với mức giá tốt đó. Chứ còn bình thường những dòng này thì nó rất là cao, nó nhỉnh hơn một chút đó. Và với cái mức giá như vậy thì anh em cân đối tài chính. Nếu các bác nào có nhu cầu chơi những cặp loa như thế này thì liên hệ cho em mình nhá. 6.8 triệu cho cặp loa Optimus T100 sử dụng cấu hình là 2 bát 20 thật và 1 chép, toàn bộ là gỗ lạng đẹp mặt trước mặt sau. Cái phần này thì cái dây đấu loa của nó sẽ là ở dưới gầm anh em nhé, dưới gầm này này. Mình sẽ đậy một cái e căng vào để cho các bác anh em xem này. E căng của nó là đây, zin nguyên bản và còn lành, lành lặng đẹp, không có bị rách hay gì nữa. Rồi mình sẽ ấn cái này vào đây. Khi đặt cái căng vào cũng rất là tuyệt vời. Đó, để lộ cái phần gỗ lạng cũng như là logo của hãng Realistic. Rồi em mình xin phép dừng video tại đây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em mình và cũng như là nhớ nhấn đăng ký ngay dưới cái video này, ở dưới bên phải có chữ đăng ký, anh em nhấn vô để cập nhật theo dõi những video mà mình thực hiện up lên, chia sẻ với những anh em audio những cặp loa Mỹ hay và luôn luôn là giá tốt.